thiếu niên nhi đồng khu dân cư số 1 năm nay có nhiều điều lý thú và bổ ích. Hãy cùng thưởng thức màn biểu diễn múa lân nhé. Xin mời đội múa lân vào biểu diễn ạ. Và bây giờ xin mời các bạn nhỏ sẽ cùng gọi thật lớn chú voi.
cô này nhảy nhầm nhạc rồi nè. Từng nơi chú ôi đó là nhà
giỏi lắm. Anh Quận thấy ở dân cư số 1 xã Trương Dương ấy, có bạn tên là Bảo Ngọc. Có bạn nào tên là Bảo Ngọc ở đây không ạ? Bạn ấy nhảy hiện đại rất giỏi luôn. Bây giờ các bạn sẽ cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của bạn Bảo Ngọc ạ. Một lần lên này à?
dẻo quá. Các bạn thấy bạn bảo là bạn bạn ý uống có dẻo không ạ? Tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục nhảy Vành Khuyên Nhỏ do các bạn nhảy của cụm chung cư số 1 biểu diễn ạ. Xin mời các em nhỏ ngồi xuống ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa để dành tặng cho bạn Bảo Long đúng không ạ?
của cây đa quán gốc ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nhé ạ. Chơi đúng không ạ?
cho anh Quậy xin 500 nhạc. Trên thiên đình là anh Quậy không cần xin, cho luôn 1.000 nhạc. Dưới này toàn phải xin thôi. Xin 500 nhạc chưa thấy đâu. Xin 510.000 nhạc ạ. Đấy, nhạc rồi đấy. Xin 510.000 nhạc hay ở lên. Bây giờ hơ to này. Chơi nhắc lần 1 nhá. Nghe các bạn này, chơi nhắc lần 1 này. Tay đâu là tay đâu. Đấy. Nhỏ thế này làm sao biết được quà. Tay đâu là tay đâu. Đây là tay đây. Hai tay đâu là hai tay đâu. Tay trái đâu là tay trái đâu. Tay phải đâu là tay phải đâu. Hai tay đâu là hai tay đâu. Hai tay đâu là hai tay đâu. Ở dưới đây. Hai tay đâu là hai tay đâu. Hai tay đâu là hai tay đâu ạ. Tay trái đâu là tay trái đâu. Tay trái đâu là tay. Ai bảo tôi tay trái đâu. Nó hỏi tay trái đâu lại đi giơ lên. Người ta hỏi tay trái đâu thì giơ nhỏ nhỏ này là tay trái đây thôi. Người ta có bảo giơ như này đâu mà giơ tay trái lên. Đấy, chị đang có nhạc rồi. Cầm lấy cái này, quay rồi.
Mời phụ huynh cho tất cả các em nhỏ ổn định vị trí, ngồi vào ghế của mình để ta tổ chức phát quà.